Hai, chào cả nhà nhé. Mình là Băng Cà Rốt đây. Thì hôm nay cuối tuần thì Cà Rốt ra cái hội người câu cá ở Nhật Bản này các bạn, để quay cho các bạn xem bên này người ta đi câu cá như thế nào nha. Đây là câu cá suối nha các bạn. Đây là câu cá suối, cá Aju. Loài cá này thường thường vào mùa này người ta, nó sẽ bơi ngược dòng lên trên đầu nguồn á để sinh sản, thì người Nhật người ta mới đi câu. Thì cái đặc biệt của cái câu cá này á, các bạn có thấy cái cành câu không? Cành câu rất dài từ đây tới đây, cành câu này chắc 4-5 mét gì đó. Người ta sử dụng cái cành câu rất dài đó. Trên đó là người ta buộc một con cá sống, móc một con cá sống vào để con cá sống nó bơi theo cái dòng nước này các bạn. Con cá nó bơi theo cái dòng nước này thì sẽ có thêm những cái lưỡi câu xung quanh, những cái con cá khác sẽ bơi theo, kiểu như là con cá này đang bơi thì con cá mồi đang bơi thì những con khác khác nó sẽ bơi theo, nó bơi theo, nó sẽ vướng vào những cái lưỡi câu. À, kiểu như vậy nên phải sử dụng một cái cành câu rất là dài, sau đó thả con cá để con cá nó bơi ngược dòng, bơi lên đó, các bạn thấy không? À, cái câu này cũng rất là kiên nhẫn tại vì phải thả cho con cá nó bơi ngược dòng bơi lên, nhưng mà các bạn bơi ngược dòng bơi lên, những con cá khác thấy như vậy những con cá khác sẽ bơi theo. Ừ. Nhiều khi phải lội xuống dưới nước giống cái bên này đó. Phải lội xuống dưới nước luôn. Con cá này nướng ăn rất là ngon nha các bạn. Có thêm mùa thôi chứ không phải là mùa nào cũng có. Ở đây người ta câu rất là nhiều. Chỗ này thường thường những người lớn tuổi người ta thường hay câu. Câu này cần kiên nhẫn dữ lắm các bạn. Nhiều khi đứng ngâm mình dưới nước, nước lạnh lắm á. Đứng ngâm mình dưới nước như vậy á. Để thả cho con cá nó bơi. Không biết các bạn có thấy dây câu không? Trong camera thì không thấy nha. À, cái cành câu dài đây nè các bạn, để ngay đây này đó, cái dây câu nè, dùng lên nữa rồi đó, các bạn thấy dây câu không? Cái dây câu rất là mạnh đây nè, người ta buộc con cá sống ở đầu dây á bạn, con cá đó sẽ bơi ngược dòng lên. Mồi nhữ là một con cá sống. Cái kiểu câu này rất là hay luôn. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đây đây đây. Nước suối rất là trong nha các bạn. Đây, phía trong này là con cá trong đó các bạn. Nước suối trong không? Chết kia nữa kìa. Thank you.
gọi là nước suối mùa hè nhưng mà mát lạnh luôn các bạn. Thì đứng rất là lâu mới có mấy con cá nó bơi theo, ngon lắm, kinh nghiệm lắm. Nghe nói cái này mà hô ra tốt chay tốt 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 rồi mà cả này. Cái cành câu này á, hồi nãy cà rốt hỏi á, là nó dài 8 mét nha các bạn. Cành câu nha, dài 8 mét. Bên kia kìa, dài dài bên kia kìa. Đó, bên kia chạy dài xuống dưới kia. Có rất là nhiều người đi câu đây. Cái này cũng có cá rồi nè, cái này cũng có cá rồi nè, cái này cũng có cá rồi kìa, cái hộp đồ kia cũng có cá rồi kìa. Nước rất là trong ha, rất là trong và lạnh. Vừa mới được một con cá nha các bạn. Người ta sẽ bỏ vô chiếc thuyền nhốt cá như vậy, người ta neo dưới sông. Neo dưới sông vậy. Đây cũng được một con cá rồi nha cả nhà. Cả nhà thấy con cá trong cái rổ không? Dạ. Con cá trong cái rổ kìa. Lát nữa cà rốt sẽ mượn người ta chụp ảnh. Nó nhỏ nhỏ rồi, nói to sợ cá nó bơi đi mất. Trên dây người ta có cuộc sợi dây màu hồng, màu xanh, màu hồng kìa. Đây vừa câu được một con cá luôn. Cá rốt nó là cá rốt sẽ mở cho bên. Bên này các bạn có thấy là cái băng đeo màu vàng này không? Tức là muốn câu cá là phải đăng ký hội viên và
đóng thuế hàng tháng đó, người ta móc con cá vô kìa bạn, đó là người ta đang móc con cá sống vô kìa bạn, đang móc một con cá sống vô đó đó, con cá sống kìa đó, rồi người ta sẽ thả ra cho con cá sống nó bơi, thấy chưa bạn? Con cá sống nó sẽ bơi 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 bơi. Cái kênh cầu này là dài 8 mét đó các bạn, nó nhỏ nhỏ thôi, nói to ảnh hưởng đến người ta. Nó cái phiếu vàng vàng đó là phải đóng thuế hàng năm, có cái phiếu đó thẻ hội viên đó mới được cầu đó. Tức là ở con sông ngay chỗ cà rốt ở con suối này nè, con sông nhé, đây là con sông Mỹ Phương này, tức là những hội viên muốn cầu cá là phải đóng thuế, đóng lệ phí. Khi mà có cái thẻ bằng vàng nó mới cầu, cỡ như bằng cà rốt vô là người ta thả xuống làm mồi cho cá luôn chứ được cầu gì đâu. Đó, vậy đó, đây là lầu, tất cả những người đi cầu đều là hội viên ấy đó, hội viên. Cũng vất vả lắm các bạn, vất vả lắm luôn, người ta phải ngâm mình dưới nước đó, các bạn thấy nước sâu không, người ta phải ngâm mình dưới nước, ngâm mình dưới nước như vậy nhé để câu cá, mà đó là sở thích của người ta, người ta cảm thấy vui và thư giãn với những điều đó. Mà kênh cầu này như là ở Việt Nam gọi là kênh cầu gì ta, kênh cầu lua hả, hay là cầu đài hay cầu gì đó, cà rốt thì không biết gì về câu ấy đó. Mấy lần đi câu cá tốn tiền mua mồi, mua kênh cầu rồi câu không có được con nào ấy đó, nên thôi nghỉ luôn. Không phải đâu mày, đó không phải là con cá người ta cầu chính thôi nhé các bạn, đó là con cá mồi á. Đó là con cá mồi á, cá rốt dùng thò lên đó, các bạn có thấy con cá mồi không, người ta cột con cá sống mồi vô ngay lưới câu á, xung quanh đó là những cái lưới câu rất là nhiều. Những con cá có thấy kiểu như thấy con cá này đang bơi mạnh á, ganh tị hay là bơi chựa theo á, rồi dính luôn đó, dính luôn đó, quất vô. Bên kia cũng có một con cá mồi kìa, đây bữa nay có con mồi câu giả này nhé các bạn, để cà rốt lấy cho các bạn coi. Đây là mồi câu giả, các bạn có thấy cái hai cái lưỡi câu dưới không, rồi đây đó, ở dưới có hai cái lưỡi câu thấy chưa. Đây là mồi giả trong được này đó, các bạn thấy nó bơi giống con cá không, giống con cá không, đây là rau má đề không này phải không ta, nhớ là ngày xưa đây là rau má đề này. Mình rất là nhiều rau này nấu canh ăn được phải, lúc nhỏ ở nhà hay ăn, nhưng phải có giống, là giống rau má đề lắm á, cái này ăn mát.
bên nữa là nhiều mà người Nhật người ta không có ăn. Nước được trồng luôn. Hôm nào quay cái video đi tắm ta, đi tắm suối, đi tắm hồ, hứa hẹn các bạn một cái video đi tắm hồ nhé. Hay bây giờ băng cà rốt phải đi về đây, chào tạm biệt nhé, chào tạm biệt cả nhà, mình là băng cà rốt đây, bye bye, cảm ơn các bạn đã xem video nhé.